Giống như một số nữ diễn viên Hồng Kông khác, Trương Khả Di đến với nghiệp diễn từ cuộc thi tuyển chọn người đẹp của Hồng Kông. Trong cuộc thi năm 1994, mặc dù không có duyên với Vương Nguyện Hoa hậu, nhưng cô đã giành giải người có tiềm năng biểu diễn nghệ thuật nhất. Thế nên có thể nói Trương Khả Di là trường hợp khá đặc biệt bởi những bước đi ngược lại của cô. Trương Khả Di sinh năm 1969 tại Hồng Kông trong một gia đình giàu có. Bố cô là một người đàn ông thành đạt và có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của cô. Không như những chị em trong nhà, Trương Khả Di có tính cách khá mạnh mẽ, thẳng thắn và luôn làm việc theo lý trí. Năm 12 tuổi, khi bạn bè cùng trang lứa vẫn còn ấm êm trong vòng tay của gia đình, thì một mình Trương Khả Di khăn gói ra nước ngoài du học. Đến năm 17 tuổi, cô quay về Hồng Kông và vô tình được đạo diễn Từ Khắc phát hiện, mời tham gia bộ phim điện ảnh Anh Hùng Bản Sắc 3, sau đó lại được mời vào một ban nhạc. Tuy nhiên, đây chỉ đơn giản là một cuộc dạo chơi, thử nghiệm những điều mới mẻ. Trương Khả Di hoàn toàn không có ý định dấn thân vào làng giải trí. Năm 21 tuổi, cô không nhìn thấy được tương lai cho cuộc dạo chơi này nên đành dừng chân và tiếp tục con đường học hành. Sau khi tốt nghiệp đại học, Trương Khả Di làm việc cho một công ty chứng khoán tại Anh Quốc và gặp gỡ người đàn ông làm thay đổi cuộc đời mình, đó là doanh nhân Đồng Ba. Khi vừa gặp Trương Khả Di, Đồng Ba đã trúng tiến xét ái tình và cố gắng theo đuổi cô cho bằng được. Lúc này, tình cảm của họ phát triển bình thường như bao cặp đôi khác. Bản thân Trương Khả Di không hề hay biết về thân phận của Đồng Ba. Sau này, cô mới biết anh là cháu trai của nguyên trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông, Đồng Kiến Hoa, một người có địa vị và tiếng tăm ở xứ Cảng Thơm. Năm 1993, Đồng Ba đã âm thầm gửi hình Trương Khả Di để tham gia cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông. Tuy không được giải thưởng cao nhất, nhưng Trương Khả Di đã tạo được ấn tượng đặc biệt với công chúng từ khi đó. Từ đây, TVB bắt đầu nghiêm túc săn đón Trương Khả Di để không phụ lòng bạn trai. Trương Khả Di cũng mở lòng hơn và tiếp tục với mối cơ duyên này. Bộ phim đầu tiên của Trương Khả Di là Thần Điêu Đại Hiệp năm 1995, đóng cùng Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng. Sau đó là hàng loạt tác phẩm nổi tiếng như Huynh Đệ Song Hành, Mối Tình Nồng Thắm, Quá Khứ và Hiện Tại. Đặc biệt nhất của bộ phim Thông Công Nội Chiến năm 2004 và vai diễn An Xuyến đã đưa tên tuổi của Trương Khả Di lên một tầm cao mới. Cùng điểm lại những bộ phim đã làm nên tên tuổi của Trương Khả Di ở TVB. Thần Điêu Đại Hiệp. Trong phim này, Trương Khả Di chỉ đóng một vai nhỏ, nhưng là vai diễn xuất hiện xuyên suốt bộ phim. Với một diễn viên mới như Trương Khả Di, đây là một cơ hội và là một thử thách lớn. Trương Khả Di với diễn xuất Chân Phương đã lột tả được một Trình Anh bề ngoài xinh đẹp, lạnh lùng nhưng sâu thẳm trong tim là tình yêu thầm lặng dành cho Dương Quá. Tình cảm dành cho Dương Quá chưa một lần phai nhạt, cũng như Vô Song yêu Dương Quá bằng tình cảm đầu đời thuần khiết, yêu đơn giản chỉ là yêu, không tranh giành, không cần đáp lại. Trình Anh khó xử hơn khi phải để ý đến cảm xúc của Vô Song. Có thể nói, Trương Khả Di đã tạo nên một Trình Anh khả ái và kinh điển. Đúng với câu nói, vừa gặp Dương Quá, lỡ dở một đời. May mắn cộng với bản lĩnh, Trương Khả Di được đóng góp trong rất nhiều bộ phim chế tác lớn của TVB. Trong Thiên Địa Nam Nhi, Trương Khả Di tham gia với một tuyến vai gần như không bị cuốn vào vòng xoáy tình thủ của các nhân vật chính, nhưng cũng để lại ấn tượng cho người xem. Cô thủ vai Hiểu Băng, tiểu thư nhà họ Diệp ương ngạnh nhưng trọng tình thân. Hiểu Băng cũng là người mà Từ Gia Lập, vai phản diện kinh điển do La Gia Lương thể hiện, thiên sứ của địa ngục. Nếu sau khi yêu thầm Cổ Thiên Lạc mấy chục năm trong Thần Điêu Đại Hiệp, Trương Khả Di cũng có dịp kết đôi cùng anh trong Mỹ Vị Thiên Vương, thì trong Thiên Sứ của Địa Ngục, cô phải gánh lấy một kết thúc buồn. Gặp lại bạn diễn Trần Khả Thái, vai Doãn Chí Bình trong Thần Điêu Đại Hiệp, Trương Khả Di và anh đã diễn ra một mối tình nồng nàn. Thế nhưng, nhân vật Học Nhi phải trả giá cho những sai lầm mình gây ra. Vai diễn vừa đáng ghét lại vừa đáng thương này đã nhận được sự đồng cảm của khán giả và cũng là vai diễn phản diện để đời của Trương Khả Di. Khi TVB bắt tay thực hiện phần 2 của Cuộc Chiến Với Lửa, tên khác là Liệt Hỏa Hùng Tâm với dàn diễn viên gần như thay đổi hoàn toàn, khán giả hồ nghi về thành công của bộ phim. Nhưng nhờ kịch bản lôi cuốn, cùng diễn xuất thuyết phục, Cuộc Chiến Với Lửa phần 2 đã thành công vang dội, kéo theo phần 3 được làm nhiều năm sau đó. Trương Khả Di thủ vai Trung Nhân Di là một nhân viên cứu hộ cưỡi thiết mã, hay còn gọi là mô tô sắt. Đây là một vai diễn nhiều kỷ niệm với cô vì lần đầu tiên được cưỡi ngựa sắt, đảm nhận vai một cô gái có vẻ bề ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong rất dịu dàng ấm áp. Dù vậy, tình yêu và sự hy sinh của Nhân Di cùng với tinh thần lạc quan vẫn khiến khán giả khẽ mỉm cười khi xem đến những giây phút cuối cùng của bộ phim. Thâm Cung Nội Chiến. Thâm Cung Nội Chiến là bộ phim về những người phụ nữ xinh đẹp nhưng để tồn tại phải không từ một thủ đoạn, không thực sự nổi bật so với những vai diễn vi tần khác. An Xuyến là một cung nữ thông minh và tốt bụng, nàng khéo léo tồn tại ở hậu cung khắc nghiệt. Cô giữ mình giữa cuộc chiến của các quý phi, thế nhưng hoàng hậu không muốn nàng xuất cung mà ở lại tham gia vòng xoáy quyền lực này, cho nên người đã giết chết bà của nàng. Đây là một trong những nhân vật đòi hỏi diễn xuất cao và Trương Khả Di đã hoàn thành một cách xuất sắc.
Đây chỉ là một số phim tiêu biểu của Trương Khả Di, vẫn còn nhiều những bộ phim mà cô đóng cho TVB cũng như Trung Quốc. Có thể nói, Trương Khả Di là một diễn viên tài năng đã thử sức qua rất nhiều vai diễn, từ hiền lành, ngây thơ, thủ đoạn cho đến số phận lênh đênh. Mỗi vai diễn đều được cô chăm chút và thể hiện hoàn toàn khác. Tuy nhiên, ngỡ rằng cô sẽ trở thành ngôi sao nổi tiếng hàng đầu như Lê Tư hay Sa Thi Mạn, nhưng không, sự nghiệp của Trương Khả Di không thể tỏa sáng bởi vì tính cách khó gần của cô. Ngôi sao khó gần của TVB. Trong mắt bạn bè đồng nghiệp, Trương Khả Di được xem là nữ diễn viên khó gần, không dễ kết bạn. Trong suốt thời gian làm việc ở TVB, Trương Khả Di gặp không ít thị phi. Đỉnh điểm nhất là tình đồn ghét nhau ra mặt với Tuyên Huyên, thậm chí cô còn bị báo giới đặt cho biệt danh Trương Nhị Tiểu Thư vì tính cách ương ngạnh, chảnh chọe, không dễ dàng làm quen tiếp chuyện. Tuy nhiên, một số đồng nghiệp khác lên tiếng rằng Trương Khả Di có nguyên tắc riêng của mình, cô ấy có vẻ thẳng tính, không nịnh nọt và không dễ dàng khuất phục trước người khác. Chính vì tính khí này mà con đường sự nghiệp của cô bị hạn chế ít nhiều. Gần 30 năm đóng phim, Trương Khả Di đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm diễn xuất. Tuy nhiên, nhiều người nuối tiếc vì cô vẫn mãi không thể lên đỉnh cao của thành công. Tính cách của Trương Khả Di không chỉ ảnh hưởng đến sự nghiệp mà trong chuyện tình cảm của cô cũng gặp không ít khó khăn. Theo nguồn tin thân cận cho biết, sau khi hẹn hò với đồng ba được gần 10 năm thì hai người chia tay do cuộc sống ngày càng trái ngược. Bên cạnh đó, truyền thông đoán rằng vì tính cách khó chịu của Trương Khả Di không thể giúp tình cảm của họ bền vững. Không lâu sau, Trương Khả Di quen với quản lý Trần Dung Sâm nhưng cũng không kéo dài được bao lâu. Đến năm 2008, Trương Khả Di gặp gỡ Tăng An Bang, một doanh nhân giàu có nhưng rồi cũng không thể có kết cục tốt đẹp vì nhiều thông tin cho rằng bạn trai không chịu nổi tính tình thất thường và đồng đành của cô. Họ chia tay vào năm 2010. Từ đó đến nay, Trương Khả Di sống khép mình và truyền thông cũng ít biết về cuộc sống đời tư của cô. Sau khi kết thúc hợp đồng với TVB, Trương Khả Di cũng sang đại lục hoạt động tự do. Theo nguồn tin thân cận, Trương Khả Di giờ đây không còn mặn mà gì về chuyện tình yêu, cô đành buông bỏ, mặc cho số phận đưa đẩy. Bản thân nữ diễn viên cũng cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại. Cô chia sẻ, mình theo chủ nghĩa độc thân, không có ý định sinh con mà sẽ để lại tài sản cho các cháu. Dù bây giờ không nổi tiếng như xưa, nhưng Trương Khả Di vẫn khiến người ta ngưỡng mộ. Ở tuổi 50, hình ảnh xinh đẹp và khỏe khoắn của cô khiến nhiều đàn em ghen tị. Cô cho biết bây giờ chỉ tập trung vào việc giữ gìn sức khỏe, tham gia những hoạt động cộng đồng, gặp gỡ bạn bè, làm từ thiện.